Đấy, các bác, xin giới thiệu các bác là mới bắt được con này rất là ưng ý. Một cây rất là cốt rất đẹp. Độ tuổi nó thì chưa thể là cực kỳ già được, nhưng mà nó rất đẹp. Và tất nhiên là có tuổi rồi, nó mới được to hoành tráng này. Chân vệ rất vững chãi, cao hoàn thiện là 40 cm. Và rộng của vệ, rộng nhá, chưa tính là vanh nhá. Nó rộng nhá, rộng cũng là 43 cm. Và rất bệt, một cái cốt rất đẹp. Được chủ cũ phân tách ra bệ và thân mạch lạc rồi. Giờ chỉ còn là cái kỹ thuật đục thì hơi kém thôi. Nhưng mà cái cây si này thì nó rất là khỏe. Cho nên là nó ôm rất là nhanh. Cho nên là sẹo mà có đục kém thì cũng không sao. Đấy các bác, nhìn nó bẩn bẩn này thôi, nhưng bóc ra thì tôi có thể nói với bác là tiền lít cũng có thể chấp nhận được. 100 triệu các bác, không nói đùa các bác nhé. Nhất là các bác nào chơi sâu hoặc là ở Hải Dương này dưới ấy, thì cứ biết, các bác biết là những cái cốt si của người ta này. Tôi không chê xấu hay đẹp, nhưng mà những cốt si của nó rất là giá trị về kinh tế các bác nhé. Còn xấu đẹp thì các bác bàn sau, nhưng mà cái này là một cái cốt đẹp. Và đẹp thì phải có giá trị rồi. Tất nhiên là nó thuộc về ai và ai đưa ra cái giá cho nó, và ai trả tiền để mua nó thì nó lại câu chuyện khác. Đấy, giờ tôi làm cái này. Tôi không lâu la dùm già, tôi làm cái này. Đầu tiên là tôi sẽ, như video trước tôi trình bày giới thiệu cây này, tôi sẽ sửa lại những cái vết vết đục của chủ cũ, nó hơi thô. Tất nhiên nó không có vấn đề gì cả, vì cái si nó bo rất là nhanh thì sau sẹo nó vẫn là đẹp thôi. Nhưng để nhìn thuận hiện tại, để nhìn hiện tại thì nó hơi thấy nó thô nên sửa một chút. Nhưng thực tế là cũng không quan trọng lắm đâu, mình sửa để nhìn nó sạch sẽ, các bác nhìn nó sáng sủa thôi. Và tôi bóc miếng này đi. Miếng này đang bị không phải mà bị đơn điệu qua chỗ này, mình bóc chỗ này đi. Và chỗ này xin sửa chỗ này chút. Mình sửa chỗ này chút. Cút kia thì mình không được cắt, người ta cắt mất rồi. Bóc cái miếng này đi. Bóc miếng này đi. Miếng này. Vẽ một tí chỗ này. Nếu cẩn thận thì vẽ ra đây các bác nhé, xong có thể đục theo. Đấy. Làm cây là không vội các bác, nó bí tưởng thì nghỉ. Mình suy nghĩ. Làm thậm chí đục xong cái cây nó hàng rất là lâu. Đục xong rồi một thời gian nữa lại có những ý tưởng mình lại hoàn thiện dần. Chứ đừng có càng bí mà lại càng lao vào làm, nó rất là đau đầu và nó nhiều khi nó hỏng cây. Đấy, dòng dõi cái si búp đỏ rất là thẫm, đỏ như đỏ máu. Đây. Đỏ như màu thủ tiết ấy. Và lại còn có quả cũng đỏ. Chín cũng nhìn rất là sinh động, đây, rất là nhiều quả. Đấy. Si búp đỏ là đỏ thẫm luôn, mà không phải bàn cãi. Còn cái loại búp hồng ấy, cũng đẹp, màu hồng. Nó là màu hồng nhá. Còn loại tía tía nhơ nhơ nhiều lắm các bác. Và tai chuột nữa, thậm chí tai chuột cũng có cái một số dòng nó cũng có tí nhơ nhơ đỏ đỏ. Đấy, thì là chúng ta bàn sau. Bây giờ cái này. Được.
Đây là thân này, thân nhỏ nó màu đỏ đúng không? Nhỏ là trắng, thân màu đỏ. Khi mà các bác đã có một ý tưởng tốt lục này thì phải có đồ chuẩn, lục xịn, cần lục góc nào, mũi lục nào thì nên thấy các em thì có mỗi một hai cái lục thôi, rồi nó mất, nhiều khi lục nó khó. Thế nhưng kỹ thuật lục không có được cao mà cái thẩm mỹ là mình có thì mình phải cố gắng đó nhé.
xem nãy giờ cái nhà trắng. Chị coi đi nha. Đó. Rồi đến tiếp mục bóc cái này ra. Thì tình hình rồi anh mà bóc thử một ít xem trong như này. Thank you.
Đấy, chính thức hòm hòm các bác. Về cơ bản là một cái phôi rất đẹp và mình đúng ý tưởng của mình, và cái thứ hai là mình đục đẽo nó có ý tưởng rõ ràng rồi thì mình đục nó nhanh và nó ưng ý, xong nó ưng ý, nó rất là ưng ý rồi. Đấy thì em mới tưới rửa sạch sạch tí để cho hết cái bụi bẩn đi để khoe các bác, nhưng mà nó lại hơi bị lẫn cái màu nước lẫn đất ấy, cho nên có khi hơi khó nhìn thấy bệ. Thì chốt lại một câu, nó là một cây rất quý, hoàn thiện cao đúng 40 phân và chiều ngang bệ cái chậu cái thùng xốp bên trong ấy, là 43, rộng 43. Đấy, và em
cho nó vẫn nguyên cái cốt chỗ cũ này này. Cái đất này là đất mới ra, cào ra nhé, chứ nó đất cũ quá nhé, toàn là rễ thôi nhé. Đấy, còn cái cốt đặc của nó trong kia. Và trồng thêm một lượt chậu đổ đất và đổ nhiều nước tí cho nó bén rễ nhanh. Đấy, thì là một cây xí búp đỏ mà tôi cho là nó rất là quý. Búp đỏ và có quả, rất nhiều quả, và cắt đi rất nhiều quả. Đấy, chân bệ thì tràn chậu, sắp được hai lần cốt chậu rồi. Bệ rễ, bệ bãi lẫn thân cốt là được phân tách rõ ràng rồi. Những cái rễ cám này thì sau sớm muộn nó cũng sạch rồi. Đấy, và phơi nắng thì da nó trắng lên thì rất là đẹp, rất quý. Đấy, bệ bãi này các bạn. Bệ bãi này. Đấy, đục một trong một buổi sáng. Cây mà nó chất liệu tốt thì làm nó nhanh lắm các bạn. Và lại có ý tưởng nữa rồi. Chứ cây mà xấu mà sửa thì đau đầu lắm. Xấu sửa đau đầu lắm. Có đục đẹp lên rời thì cái trình độ cao đến mấy thì cũng chỉ được cho đỡ xấu phần nào thôi. Chứ như những cây như này thì làm sướng lắm. Làm rất sướng. Chất liệu có rồi. Sửa những cái miếng đục này. Miếng đục trước nó như chữ V đây thì sửa lại một chút. Tất nhiên đồ mình nó không được ngon, nhưng mà thôi cố gắng chỉnh một chút thôi, vì cũng không cần chỉnh nhiều. Sẹo nó đã bo rồi, mình không muốn động vào nhiều. Đấy, cái sẹo nó đẹp hơn, sau nó móp méo nó quái dị hơn. Quái dị hơn. Đấy, để vải. Để vải. Bằng miếng cái sẹo này bo rất hay. Em đã như trình bày lúc đầu, đục toang một cái miếng này ra. Đấy, thì lại được một cái hang rất là hay, rất là kỳ quái, mà vẫn đảm bảo rất là đẹp. Cây vẫn khỏe, đây, cốt vẫn đặc. Đường chạy xuống đây. Đấy, nó mắt này. Nhìn giống nghệ châu phết chỗ này. Đây, móc bỏ những cái miếng này ra. Móc bỏ khá nhiều đây. Móc bỏ khá nhiều đây. Đấy, mặt này rất đẹp không nhá. Mặt nào cũng đẹp, thế mới khó chịu. Chẳng qua là chỗ này nó vướng, em phải đứng ra xa chỗ này. Mặt nào cũng rất là đẹp. Đó, đều cốt chậu cả. Đấy, tràn cả chậu. Quả kia thì rất nhiều. Quả. Đấy, tay cút rất mập, rất phê. Các bạn ạ. Rồi, xin cảm ơn các bạn nhé. Cây này sẽ cần trở lại video rất nhiều. Đấy, một video khá dài. Và cố gắng theo dõi hết nha. Đấy, sau có thế ăn xuống rồi, ôm cái là cái thùng xốp này thôi. Sau cứ gỡ bỏ thùng xốp là nhấc đi lên bể thôi, thế là thả nước thôi, hoặc là lên đá này, lên rêu thì tùy. Nhưng mà lúc ấy nó cốt đặc rồi, cả bể lẫn đất nó đặc rồi. Bây giờ nó đã đặc rồi, nhưng tầng qua là mình bới đi hơi lem nhem. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé.